Những cỗ máy hiện đại thời 4.0 đã thay đổi nền nông nghiệp thế giới. Nông nghiệp 4. Xin chào các bạn. Như chúng ta đã biết, lịch sử phát triển của xã hội luôn đi liền với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, mà đỉnh cao là cuộc cách mạng về công nghiệp. Cho đến nay, nhân loại đã trải qua 3 cuộc cách mạng và hiện nay đang thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đánh dấu bằng sự tích hợp diệu kỳ của công nghệ số, công nghệ sinh học và vật lý nhằm tạo ra nền sản xuất thông minh. Trong cuộc đua công nghệ số, nông nghiệp chưa bao giờ đứng ngoài cuộc. Đã xưa rồi cái thời con trâu đi trước, cái cày theo sau các bạn ạ. Thời nay nông dân làm chủ cánh đồng của mình thông qua sự hỗ trợ đắc lực từ những đội quân máy móc hùng hậu. Những con máy bạc tỷ nào đang được áp dụng trong canh tác? Sức công phá và hiệu quả thật sự của chúng ra sao? Nông nghiệp 4.0 sẽ dắt các bạn đi khám phá tất tần tật trong video ngày hôm nay. Đừng rời mắt khỏi màn hình, có hàng tá những điều thú vị đang chờ các bạn phía trước đó. 1. Ứng dụng cảm biến kết nối vạn vật ở hầu hết các trang trại nông nghiệp IoT, Internet of Things. Công nghệ 4.0 áp dụng vào nông nghiệp đầu tiên phải kể đến sự trình làng siêu nóng của các thiết bị cảm biến nhỏ mà có võ này. Không to lớn như những chiếc máy thu hoạch khổng lồ, cũng chẳng công kênh như hệ thống máy tính quản lý đồng ruộng trong tưởng tượng. Nhỏ gọn trong lòng bàn tay vậy thôi, nhưng sức mạnh của chúng thực sự sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Hiểu một cách đơn giản nhất, hệ thống này sẽ gồm các thiết bị nhỏ, kết nối từ trên những đám mây, khảo sát và dự báo nhiệt độ, độ ẩm cho đến tận đồng ruộng và trang trại. Các thiết bị cảm biến và thiết bị thông minh được kết nối và điều khiển tự động trong suốt quá trình sản xuất nông nghiệp, giúp ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường nơi canh tác. Các công nghệ kỹ thuật số có thể giúp nông dân đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời gian và cây trồng nào, cũng như thời gian trồng và nơi bán nông sản sao cho hợp lý. Gọi là ứng dụng công nghệ Internet vạn vật bởi nó cho phép nhiều thiết bị chuyên dùng di động kết nối và giao tiếp hiệu quả với nhau dưới sự điều hành của một trung tâm điều khiển duy nhất. Nông dân có thể mang hệ thống máy siêu cấp hiện đại này vào trong nhiều khâu của quy trình trồng trọt và tiêu thụ. Hệ thống giám sát và điều khiển qua Internet có thể tự động kiểm soát độ ẩm, tưới nước, bón phân, giúp chủ nông trại giám sát canh tác từ xa. Các lão nông thời 4.0 đã thay đổi hoàn toàn về bộ nhận diện rồi, các bạn ạ. Nếu ngày xưa ta quen thấy họ trong dáng vẻ cần cù, nón lá, áo nâu sồng, ngày nay nông dân xuất hiện cùng với những thiết bị cảm biến siêu thông minh. Thậm chí họ chỉ cần ngồi nhà mà vẫn có thể biết được cánh đồng của mình đã tưới nước hay chưa. 2. Ứng dụng robot thay cho việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Từ ngàn xưa, với việc ứng dụng các loại nông cụ thô sơ, người nông dân của chúng ta hết sức vất vả, phải tiêu tốn rất nhiều công sức cũng như nguồn nhân công. Tuy nhiên ngày nay, với con robot biết làm nông hỗ trợ sản xuất thông minh, người nông dân đỡ phải làm các công việc nặng nhọc mà vẫn còn cho năng suất lên đến 10 lần so với hình thức làm việc thủ công. Robot làm việc theo hệ thống đã được lập trình sẵn như một người nông dân thực thụ, có hiệu suất làm việc và độ chính xác vượt trội. Nhờ vậy mà các nông dân có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và khiến cho các công việc canh tác nông nghiệp vốn vất vả, khó khăn trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Công nghệ robot nông nghiệp sẽ tham gia vào việc tự động hóa các quá trình sản xuất nông nghiệp như làm đất, gieo trồng, chăm sóc, làm cỏ, tưới tiêu, vận chuyển nông sản trong trang trại trồng trọt hoặc chăm sóc vật nuôi các trang trại chăn nuôi. Các chuyên gia đã chứng minh rằng nhờ sử dụng robot mà năng suất lao động cao gấp từ 50 đến 70 lần so với lao động thủ công. Các bạn đang được tận mắt chiêm ngưỡng cách mà một con robot gieo hạt làm việc trên đồng ruộng, thật đáng kinh ngạc. Không chỉ giúp xuống giống kịp thời vụ, robot gieo hạt đảm bảo rất tốt về mặt kỹ thuật như khoảng cách gieo hạt đều nhau, giúp cây tận dụng tốt ánh sáng, không bị tình trạng gieo hạt quá dày hoặc quá cách xa nhau, độ sâu vừa phải, góp phần tăng năng suất thu hoạch của vụ mùa. Những công cụ cải tiến và hệ thống robot và canh tác chính xác này cho phép các trang trại trở nên có lợi hơn, hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường. Robot nông nghiệp mở đường cho nông nghiệp bền vững, một nền nông nghiệp trên mây mà chúng ta mơ ước. Nói cách khác là khi những cánh đồng không có bóng người nhưng vẫn cho ra năng suất nông sản siêu cao. 3. Ứng dụng các thiết bị bay không người lái. Các bạn đang xem cách hoạt động và bao phủ cánh đồng của một con máy bay không người lái. Nếu bạn chưa biết, thiết bị bay không người lái được sử dụng để thu thập dữ liệu đồng ruộng từ trên cao. Chúng nhìn nhỏ vậy thôi, nhưng có khả năng khảo sát dữ liệu của các trang trại, từ đó phân tích và đưa ra gợi ý về phương pháp giúp nông dân có thể quản lý trang trại chính xác. Thiết bị không người lái còn được sử dụng để thu thập dữ liệu của các trang trại nuôi trồng thủy sản ở trên bờ hoặc dưới nước. Chúng đến được những nơi mà người nông dân không trực tiếp kiểm tra và xác định được. Sử dụng máy bay không người lái giúp người sản xuất tiết kiệm và chủ động về thời gian, giảm chi phí. Nông dân không còn nỗi lo phụ thuộc vào nhân công. Sở hữu chiếc máy giá trị này, những chủ trang trại sẽ chính thức nói lời tạm biệt với một nền nông nghiệp chờ mưa, bởi tất tần tật thông tin về thời tiết, nhiệt độ đều được gom về hệ thống rất đều đặn. Chưa hết đâu nhá, máy bay tự động còn có chức năng phun thuốc trên diện rộng với công suất cao vượt trội so với hình thức phun tay thông thường. Với loại máy bay dung tích bình chứa thuốc 15 lít, một lần phun lớn nhất đạt được 2 hectare cây trồng chỉ trong 10 phút, năng suất cao gấp 50 lần so với các phương pháp phun truyền thống.
các thông số lưu lượng, tốc độ phun, tọa độ được lập trình bằng thuật toán thông minh sẽ tự động lưu trên hệ thống điện toán đám mây. Tin được không, công việc của nông dân bây giờ thật đơn giản. Họ chỉ cần bấm nút khởi động và lập trình bản đồ diện tích phun trên điện thoại thông minh, sau đó chỉ việc theo dõi máy bay qua màn hình điện thoại, không cần phải điều khiển gì. Thật tiện lợi và nhanh chóng đến bất ngờ, phải không nào? 4. Một loạt những cỗ máy biết làm nông, nông dân 4.0 nhàn tênh. Còn hàng tá những chiếc máy có chức năng chuyên biệt phục vụ cho quá trình canh tác hiệu quả của người nông dân. Sở hữu những chiếc máy này giúp quy trình sản xuất nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nhiều đấy các bạn ạ. Hãy cùng thử điểm danh những loại máy móc đặc biệt này nhé. Đầu tiên là máy xới đất. Đây là những chiếc máy giúp người dùng có thể xới đất, làm tơi xốp đất thay cho các công cụ thô sơ như con trâu, cái bừa, cuốc, xẻng. Thiết bị này có khả năng làm đất tơi xốp nhanh chóng và thường nó thuộc dạng xe, nên người dùng chỉ việc điều khiển máy chạy là đã có thể làm đất trong khu vực lớn mà không tốn quá nhiều sức. Thứ hai là máy phun thuốc. Việc người dân trực tiếp phun thuốc trừ sâu hay các loại hóa chất độc hại có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên khi ứng dụng những chiếc máy phun hiện đại thì người dùng không cần phải tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong nhiều giờ và thời gian làm việc cũng nhanh chóng hơn. Những chiếc máy có tác dụng phun thuốc, phân bón giúp cho đất đai màu mỡ, góp phần làm cho cây trồng phát triển tốt và tránh được các loại sâu bệnh. Thứ ba là máy cấy. Có thể nói đây là một phát minh tuyệt vời và phù hợp với một đất nước có số lượng các vựa lúa cực lớn như ở nước ta. Máy cấy giúp người nông dân không phải mất nhiều chi phí thuê nhân công cấy. Chúng sẽ tự động làm việc này một cách rất khoa học. Các hàng lúa non được cấy thẳng tắp, tiện lợi cho quá trình chăm sóc lúa. Nông dân an nhàn nhờ hệ thống tưới tiết kiệm. Hệ thống tưới tại vườn được kết nối với bộ xử lý số hóa trên phần mềm điện thoại. Do vậy, dù ở đâu, các chủ nông cũng có thể điều khiển hệ thống tưới nước cho cây. Việc tưới nước tiết kiệm rất cần thiết trong sản xuất nông nghiệp. Nếu tưới bằng việc cầm vòi phun trực tiếp vào cây trồng, người làm khó kiểm soát lượng nước đổ ra đất và thường gây xói mòn, rửa trôi nhiều chất dinh dưỡng trong đất, thì ngược lại hệ thống tưới nhỏ giọt sẽ giúp giảm thiểu đáng kể lượng nước tưới đó. Loạt cỗ máy thu hoạch nông sản người nông dân nào cũng ước ao. Các bạn có biết những chiếc máy thu hoạch nông sản hiện đại, tiên tiến đang dần dần thay thế cho sức người trong quá trình thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp. Dưới đây là những chiếc máy thu hoạch nông sản vừa nhanh, vừa hiệu quả, vừa dễ vận hành, sử dụng mà người nông dân nào cũng ước ao có cơ hội sở hữu. Máy thu hoạch mía liên hợp ra đời đã giải quyết được nhiều bài toán khó cho người nông dân, đáp ứng nhu cầu cần thiết của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Máy thu hoạch mía hiện nay thường là loại máy tự hành hoặc kết nối với máy kéo. Các loại máy hiện đại hiện nay đều có chức năng nhặt mía bị đổ, cắt bỏ cuống và có thể thích ứng với địa hình dốc 10 độ và các dạng đất khác nhau. Có thể nói, thú vui tao nhã của người trồng táo là đợi đến vụ táo chín, vác máy hái táo ra vườn và nhắm mắt lắng nghe tiếng táo rụng rào rào như mưa. Trong đoạn phim trên, những người nông dân đang cặm cụi hái táo và thảy chúng vào trong một cỗ máy lạ mắt. Thật khó có thể tìm được cách chính xác hơn để mô tả tên quái vật khổng lồ này ngoài cụm từ máy hút táo. Không chỉ giới hạn trong chuyện thu hoạch, mọi công đoạn trong quá trình làm nông đều đòi hỏi cường độ làm việc cao. Khi quy mô trồng trọt đã phát triển đến mức sức người phải đầu hàng, nhiều loại máy móc tân tiến cứ thế đã được chế tạo để đảm bảo năng suất. Như vậy chúng ta đã được chứng kiến đội quân máy móc cùng Internet kết nối vạn vật đã mở đường cho nông nghiệp theo hướng hoàn toàn mới, đã thêu một màu áo hoàn toàn khác biệt cho nền nông nghiệp khắp hành tinh. Từ đây sẽ hình thành một nền nông nghiệp chính xác và tự động, không cần sự tham gia trực tiếp của con người. Người nông dân, họ có thể đi bất cứ đâu nhưng vẫn biết rõ tình trạng trang trại và có thể điều khiển mọi hoạt động trên cánh đồng một cách thật nhanh chóng và chính xác. Mình vô cùng ấn tượng và khâm phục cách hoạt động như vũ bão của những cỗ máy làm nông này. Còn các bạn thì sao? Đừng ngần ngại chia sẻ cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với chúng mình trong chuyến đi khám phá đầy những trải nghiệm thú vị ngày hôm nay. Nhớ ấn like, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để đón xem những video khám phá thú vị hơn nữa. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.